Tướng Công An nói Cụ Lê Đình Kinh là cường hào địa chủ mới Theo dõi phản ứng của công chúng trên mạng xã hội Đối với sự kiện hệ thống tư pháp Việt Nam Đưa 29 cư dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Ra xét xử với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ Thì có thể thấy nỗ lực, săn đe, giáo dục của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không những không đạt được mục tiêu mà còn bị phản tác dụng. Một trong những người góp phần đáng kể vào việc vô hiệu hóa nỗ lực răng đe giáo dục của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam là Thiếu tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng, kiềm phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên thông tấn xã Việt Nam, trước khi hệ thống tư pháp mở phiên tòa xét xử vụ án đồng tâm tướng Tô Ân Sô đã khuấy động dư luận với nhận định xin trích Lê Đình Kinh là một loại cường hào địa chủ mới hậu quả có sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên mượn danh nghĩa đảng viên danh nghĩa lo cho dân để chống lại chủ trương chính sách của đảng và nhà nước Tướng Tô Ân Sô là người Việt Nam nên không thể nói rằng ông ta không rành tiếng Việt Trong tiếng Việt cường hào thường được dùng để chỉ những kẻ ị thế, cậy quyền, hành xử vô pháp, vô luân. Trong phiên xử sơ thẩm vụ án đồng tâm diễn ra sau khi tướng Tô Ân Sô đề cập đến sự xuất hiện của một loại cường hào địa chủ mới, thiên hạ tận mắt một kích, chẳng những thương dân mà ngay cả thân nhân của các bị cáo cũng bị ngăn chặn, không được cho dự kháng phiên xử sơ thẩm như quy định về xét xử công khai trong luật tố tụng hình sự. Thậm chí, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng bị cấm tiếp xúc với thân chủ của họ, bất kể đó là quyền đã được luật pháp minh định. So với cụ Lê Đình Kinh, mức độ cường bào của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vượt xa hơn hẳn. Trong vụ án đồng tâm, đó không phải là lần đầu tiên hệ thống tư pháp Cộng sản Việt Nam hành sự táo tợn, ngông cuồng hơn cả tường hào. Cách này 3 tháng, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã từng phải gửi một văn bản đề nghị Viện Kiểm sát Hà Nội thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng, tạo điều kiện cho các luật sư sớm tiếp cận sau chụp hồ sơ vụ án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị buộc tội. Tuy nhiên, đọc kiến nghị của 13 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án đồng tâm gửi các cơ quan tiến hành tố tụng trước thời điểm vụ án đồng tâm bị đưa ra xét xử một tuần thì thiên hạ chỉ thấy tính chất mực độ cường bạo gia tăng mạnh hơn chứ không hề giảm tưởng tượng rồi không nhắc hắn người ta đã quên hai chữ cường hào để mà so sánh và nhận định giữa xưa và nay Xưa không phải tự nhiên mà cường hào sánh vai với địa chủ. Địa chủ ngày xưa là những cá nhân có khả năng tích tụ rùng đất bao nhiêu cách, cả lương thiện, lẫn bất chính, rồi phát canh, thu tô. Còn nay thì sao? Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà nhân vụ án đồng tâm, tướng Tô Ân Sô khơi lại ký ức về địa chủ. Cứ đem câu chuyện về cụ Lê Đình Kinh so với những gì đảng từng kể về địa chủ, ác sẽ thấy ví cụ Lê Đình Kinh như địa chủ là hết sức vô lối. Nhưng sự vô lối này của ông Tô Ân Sô là hữu ích. Sự vô lối trong nhận định của tướng Tô Ân Sô chỉ ra chính đảng ta là tầng lớp địa chủ mới. Trước thập niên 1950, tuy địa chủ nhan nhãn khắp nơi, nhưng tầng lớp địa chủ này không thâu tóm đất đai càng rỡ và tàn bạo như đảng ta ngày nay. Không có cách mạng tháng 8 sẽ không có địa chủ mới dùng hiến pháp biến đất đai thành sở hữu toàn dân. Không có những thảm án kiểu như vụ án đồng tâm mà hệ thống tư pháp Việt Nam đang xét xử. Xã hội Việt Nam sẽ không có sự xuất hiện của một tầng lớp mới mà người Việt Nam vẫn gọi là dân oan, vật vả, kêu đòi công lý. Trước thập niên 1950, dưới các chính quyền quân chủ truyền chế hay thuộc Pháp, Việt Nam không có những đoàn dân oan từ khắp mọi nơi dắt díu nhau về Hà Nội đến Sài Gòn, sống vật vả trong cảnh màn trời chiếu đất từ năm này qua năm khác như người Việt Nam đã và đang thấy trong vài thập niên gần đây. Những đảng viên đảng cầm sản Việt Nam trong bộ máy chính quyền lãnh đạo đất nước là một giai cấp cường hào địa chủ mới lợi dụng vào chính sách đất đai toàn dân để hưởng quyền lợi và trở nên giàu có cùng với quyền lực trên cơ sở phá hoại đất nước bóc lột và áp bức nhân dân trong giai cấp cường hào địa chủ mới này còn có các nhà tư bản đỏ qua liên kết với chính quyền tạo ra những nhóm lợi ích để thâu tóm tất cả những đặc quyền đặc lợi và gây ra những hậu quả khung lường cho đất nước và xã hội Việt Nam. Nhìn một cách tổng quát, tưởng Tô Ân Sô đã có công lay động nhận thức của đám đông về những cường hào địa chủ mới là sản phẩm của sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 75 năm qua.